Đến với nhóm học tiếng Pháp ngày hôm nay mình như mình đã hứa với các bạn ở các video trước thì mình sẽ làm về từ học từ vựng theo chủ đề đen và đáp và bài ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn về từ vựng theo chủ đề là phong tục tập quán, phép lịch sự, les usages et la politesse. Cái này mình đã lấy ở trong sách như mình đã giới thiệu cho các bạn về cách học từ vựng ở cái free talk số 4 vừa qua. Cách học từ vựng của mình thì mình có trích dẫn ra ba quyển sách là từ vựng theo chủ đề từ A1, A2 cho tới C1, C2 đúng không ạ? Và bài ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn là niveau débutant. Theo mình thì học ở mọi ngôn ngữ thì từ vựng đều là mấu chốt của tất cả các loại ngôn ngữ khác nhau. Ví dụ như khi các bạn có một vốn từ vựng nhất định rồi thì các bạn sẽ sử dụng nó và các bạn sẽ thành thục nó đúng không ạ? Cho nên là nếu mà tăng số lượng từ vựng thì cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của các bạn cũng tăng lên, như là câu triết học đã từng nói là lượng đổi chất đổi đúng không nào. Ok, vậy thì đây là bài đầu tiên của cái series về từ vựng theo chủ đề mà mình giới thiệu cho nhóm. Và nếu mà các bạn chưa biết những cái từ vựng này thì các bạn có thể ghi chép ra vở hoặc là xem đi xem lại cái video này nhiều lần để cho nhớ. Tại vì là ở trong sách giáo trình thì tất cả đều bằng tiếng Pháp. Còn ở đây mình đã chắt lọc ra và mình đã dịch sang tiếng Việt cho tất cả các bạn để các bạn có thể tiếp thu được dễ hơn và tăng tốc độ học của mình lên nhanh hơn. Đúng nào. Thứ nhất là dire bonjour, tức là cái cách chào nhau, cái cách chào hỏi nhau như thế nào. Thì những cái từ vựng và cấu trúc câu của người Pháp, người ta chào hỏi nhau thì như thế nào thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Ở đây thì những cái từ vựng này rất hay sử dụng trong đời sống hàng ngày cũng như là trong các cái câu chuyện, trong các cái tiểu thuyết, nếu như các bạn đã đọc sách tiểu thuyết của Pháp đúng không nào. Rất hay dùng trong cái cuộc sống hàng ngày cũng như là trong khi đi thi DELF trình độ B1 chẳng hạn thì người ta cũng sẽ ngày xưa mình thi là người ta sẽ trong cái phần thi nói thì người ta sẽ đưa ra cho mình một chủ đề và ban giám khảo sẽ đóng vai một người và mình đóng vai một người khác và trò chuyện với nhau trong vòng 2-3 phút gì đấy đúng không nào. Thì những cái từ vựng này mình nghĩ là rất là quan trọng và rất là bổ ích cho các bạn, đặc biệt là các bạn vừa mới học trình độ đầu tiên. Nào, ok, vậy thì chúng ta hãy nhìn lên màn hình và chúng ta cùng học nhé. Thứ nhất là bonjour, tức là chào. Thường thường thì người ta sử dụng cái từ này khi mà lần đầu gặp nhau thì người ta chào là bonjour. Nếu mà ban đêm thì người ta cũng có thể chào là bonsoir, đúng không? Và người ta thêm vào, ví dụ là nếu mà thêm vào hoặc là không thêm vào cũng được, ví dụ là bonjour madame, là bonjour monsieur hoặc là bonjour và tên của cái người chào đấy. Nếu như mà chúng ta biết tên, ví dụ như là bonjour Julien nào. Tiếp theo là cách chào và sau đấy là hỏi là bạn có khỏe không chẳng hạn. Đúng không? Hoặc là ông bà có khỏe không? Ví dụ như là bonjour hay là bonsoir Julien, comment vas-tu? Đúng không? Đây nếu mà bạn bè thân mật thì chúng ta sẽ sử dụng từ nhân xưng là tu. Còn nếu mà khi mà mới lần đầu gặp thì chúng ta sử dụng từ nhân xưng là vu để thể hiện phép lịch sự. Đúng nào? Và cái từ va này này thì cái động từ nguyên thể của nó là động từ aller. Thì các bạn động từ này chia thì hiện tại đối với người truy sẽ là va. Nếu mà các bạn chưa nắm chắc thì các bạn có thể xem video về ngữ pháp cơ bản như mình đã up lên cho nhóm rất là chi tiết rồi đúng không nào. Tiếp theo câu trả lời cho cái câu hỏi này sẽ là bien merci toi đúng không, cảm ơn tớ khỏe đúng không, và bạn thì sao đúng không. Thì
với bạn câu trả lời là Ça va bien, merci. Tôi cũng thế đúng không? Khỏe đúng không? Cảm ơn đúng không? Hoặc là trong một tình huống thân mật hơn nữa thì chúng ta sử dụng là salut, ví dụ như với bạn bè trên lớp chẳng hạn thì ta chào salut và tên của người bạn đấy, ví dụ như salut Julien, ça va, đúng không? Xin chào Julien, có ổn không? Bạn có khỏe không? Đúng không? Thì Julien trả lời lại salut, ça va, merci et toi, đúng không? Và ça va. Những cái tình huống này, những cái câu này rất hay sử dụng khi mà các bạn đi học đối với môi trường bạn bè trên lớp, trên trường, đúng không nào? Và chúng ta nên có cái sự phản xạ rất là nhiều, rất là nhanh chóng, tự nhiên trong với những cái câu này. Và mình đã có remark, tức là chú ý với các bạn là khi không quen với ai hoặc là phép lịch sự thì chúng ta sử dụng vu, và với người cấp trên của bạn thì ta sử dụng vu, ví dụ như là giám đốc chẳng hạn, đúng không? Còn khi mà người ta biết rõ về người nào đấy, hoặc là bạn bè, hoặc là đứa trẻ con bé chẳng hạn, thì người ta sử dụng là chi. Ok, thì các bạn hướng mắt lên màn hình và cái phần tiếp theo mình giới thiệu các bạn đấy là présenter, tức là giới thiệu, hay là người ta còn gọi là faire les présentations, tức là làm cái sự giới thiệu ai với ai đấy, đúng không? Thì cái sự giới thiệu này chia làm hai tình huống riêng biệt. Tình huống thứ nhất là tình huống mang tính nghề nghiệp, tiếng Pháp sẽ là situation professionnel, đúng không? Còn tình huống thứ hai là tình huống thân mật, là context amical, đúng không? Mình sẽ giới thiệu tình huống thứ nhất trước. Các bạn nhìn lên màn hình thì khi mà chào ai hay là giới thiệu ai trong một tình huống nghề nghiệp thì người ta nói là bonjour hay là bonsoir, je vous présente, đúng không? Présente đây là cái động từ nguyên thể của nó là présenter. Cái này có dấu sắc ở đây nhá. Mình đây. Présenter. Và tên của người đấy, ví dụ như je vous présente Julie, đúng không? Xin chào, tôi giới thiệu với bạn Julie, đúng không? Notre nouvelle responsable de marketing, tức là cái responsable ở cái ngành marketing của chúng ta, đúng không? Responsable mới của bộ phận marketing của chúng ta, đúng không? The group, nhóm học tiếng Pháp, hoặc là the group nhóm học Notre nouvelle responsable de group nhóm học tiếng Pháp, đúng không? The nhóm học tiếng Pháp. Được. Xin chào, tôi giới thiệu với bạn, đây là Julie, người phụ trách mới của nhóm học tiếng Pháp, đúng không nào? Và bạn nói lại là bonjour madame, enchanté chẳng hạn, đúng không? Xin chào bà, rất hân hạnh. Hoặc là enchanté monsieur, rất hân hạnh, xin chào ông, đúng không? Là trong tình huống thân mật chẳng hạn nhá. Trong tình huống thân mật, trong tình huống ví dụ như bạn bè với nhau thì chúng ta nói thân mật hơn, ví dụ như Julien, est-ce que tu connais, đúng không? Sử dụng tu connais. Connais ở đây là động từ nguyên thể của nó là connaître, chia ở thì hiện tại với ngôi tu. Nếu mà các bạn chưa thành thạo cái chia của động từ với tận cùng là être này thì các bạn có thể xem lại cái video ngữ pháp cơ bản của mình đã up lên cho nhóm, đúng không? Ma copine Julie, đúng không? Thế Julien, mày đã biết bạn gái Julie của tao chưa, đúng không? Thì Julien trả lời non pas encore, đúng không? Rồi sau đấy là Julien sẽ chào là bonjour Julie, đúng không? Xin chào Julie, tại vì là mới đâu chưa chào, chưa quen biết nhau, đúng không? Thì bạn Julie này trả lời lại là bonjour Julien, đúng không? Đấy là một phần màn chào hỏi ban đầu trong một tình huống thân mật của chúng ta. Nào. Ok, ở đây mình giới thiệu cho các bạn những cái cụm động từ mà khi mà thân mật chào nhau thì người Pháp hay sử dụng. Ví dụ là se serrer la main, tức là bắt tay nhau. Khi mà những người con trai gặp nhau với nhau thì người ta thường hay bắt tay nhau, hay là s'embrasser sur la joue chẳng hạn, hôn lên má, đúng không? Hay là se faire un bisou, đúng không? Hay là une bise, chào nhau nụ hôn, đúng không? Bình thường thì khi gặp nhau như các bạn
nhìn lên phía màn hình mình đã có một cái hình rất là Pháp đúng không? Là người ta gặp nhau lần đầu người ta rất hay là hôn má, nhưng mà tùy từng vùng thì hôn một cái, hôn hai cái, thậm chí bốn cái, đúng là tùy từng vùng đúng không nào? Đấy là một số văn hóa khi mà chào hỏi nhau của Pháp. Phần thứ ba mình giới thiệu các bạn là cái phần accueillir, là động từ có nghĩa là sự đón tiếp, động từ có nghĩa là đón tiếp đúng không nào? Tiếp đón đấy. Thì tiếp đón có hai tình huống. Mình chia ra ở đây là tình huống professional, tức là tình huống mang tính nghề nghiệp, và tình huống amical là tình huống mang tính thân mật, tức là trong bối cảnh người bạn bè với nhau đúng không? Vậy thì chúng ta đi phần thứ nhất là tình huống nghề nghiệp. Tình huống nghề nghiệp ở đây ví dụ như là khi mà các bạn lên trường, các bạn gặp thầy cô đúng không nào? Gặp thầy cô riêng để các bạn hỏi về bài học chẳng hạn, hoặc là hỏi về bài thi, hoặc là khi bạn đi làm trong một cái môi trường nghề nghiệp đúng không ạ? Thì khi mới đầu sếp của bạn sẽ nói vào, hoặc là các đồng nghiệp của bạn nói, thì chúng ta sử dụng những cái câu như sau. Thứ nhất là entrez je vous en prie, tức là xin mời ông vào đúng không? Entrez tức là vào đấy. Je vous en prie, cái cụm từ này trong cái câu này có nghĩa là xin mời nhá. Còn khi mà các bạn muốn giúp đỡ ai thì người ta cũng hay nói lại là je vous en prie, mình cảm ơn người ta thì người ta nói lại je vous en prie. Trong cái tình huống đấy thì je vous en prie có nghĩa là không có gì, không có chi. Còn trong cái tình huống này thì cái cụm từ je vous en prie này có nghĩa là xin mời. Thì sau đấy thì người đấy bước vào thì người ta có một cái măng tô, tức là một cái áo choàng, áo khoác đúng không nào? Ở Pháp thì một nửa là mùa đông rất đặc biệt là các bạn ở phía Bắc rất rất là lạnh đúng không nào? Thì người ta hay khoác cái áo choàng măng tô khi mà đi ra ngoài. Thì có cái câu là je peux prendre votre manteau, tức là tôi có thể cầm áo choàng của ông được không nào? Thì chúng ta tưởng tượng một chút trong cái bối cảnh này, khi một cái ông sếp ông ấy bước vào thì ông có cái áo choàng măng tô, thì người đón tiếp đấy, người làm dịch vụ đấy, người ta bảo là ông có thể tôi có thể cầm áo măng tô trong được không. Cầm ở đây không có nghĩa là người ta đứng người ta cầm suốt cả buổi, mà người ta sẽ lấy và treo ở một cái chỗ, một cái giá đấy đúng nào, để cho ông này có thể được làm việc được thoải mái hơn chẳng hạn đúng không nào. Và thêm nữa là khi mà người ta nói là rất vui mừng được gặp ông chẳng hạn, thì người ta nói là ça me fait plaisir de vous voir đúng không nào. Chú ý ở đây chúng ta phải sử dụng đại từ nhân xưng là vous nhá, tại vì là mang tính nghề nghiệp đúng không nào. Ça me fait plaisir tức là rất vui mừng đúng không. De vous voir, voir là nhìn thấy, gặp thấy, sử dụng cho người đúng không? Thì rất vui mừng được gặp ông. Hoặc là sau đấy sẽ là asseyez-vous đúng không? Xin mời ông ngồi đúng không? Ông hãy ngồi đi đúng không? Je vous en prie, đấy, je vous en prie trong trường hợp này cũng là nghĩa là xin mời nhá. Ok, tình huống thứ hai tức là trong tình huống amical, tức là trong tình huống thân mật, tức là ví dụ như là trong trường hợp bạn bè với nhau đúng không? Thì người ta cũng nói là je me suis content de te voir chẳng hạn, assez toi đúng không? Thì tao rất hài lòng được gặp mi ngồi đi đúng không nào? Đấy. Cái thứ tư mà mình xin giới thiệu các bạn ở đây tức là cái phần s'excuser, tức là xin lỗi. Xin lỗi thì trong tiếng Pháp cũng như là trong đời sống hàng ngày thì cái câu merci và cái câu xin lỗi thì rất là cái câu cảm ơn và câu xin lỗi rất hay được sử dụng trong cái văn hóa Pháp, người ta rất là lịch sự với nhau. Nhất là oh pardon madame đúng không, je suis désolé, cái chữ màu xanh này là mình ghi ở đây là cái động từ nguyên thể của cái động từ đã chia này. Ví dụ như là suis ở đây là động từ nguyên thể của nó, động từ être khi mà chia thì hiện tại với đại từ nhân xưng là je. Mình rất hay có nhớ, như mà các bạn xem bài giảng của mình và xem các video trước thì mình rất hay có thói quen là khi nhìn một câu mình xác định động từ là gì và động từ nguyên thể của nó là gì để xác định xem nghĩa của câu là gì và cái cách chia của nó thì này như thế nào. Thì các bạn cũng nên luyện tập cái thói quen đấy, vì
Nhờ thế mà mình nghĩ là các bạn sẽ có một cái cách học nhanh hơn và dễ hơn. Nếu mà các bạn thử áp dụng và thấy có hiệu quả thì hãy comment phía dưới video cho mình biết nào. Ok, je suis désolé tức là tôi rất là xin lỗi đúng không? Xin lỗi thưa bà đúng không? Oh, pardon madame đúng không? Tôi rất tiếc, je suis désolé là tôi rất tiếc. Và sau đấy ông bà đấy nói là ce n'est rien, tức là không có vấn đề gì, không hề chi monsieur, thưa ông đúng không? Hoặc là trong một bối cảnh nữa là ví dụ như là chúng ta đến trễ lớp học chẳng hạn, hoặc là chúng ta đi trễ khi mà làm bài thi, hoặc là khi mà chúng ta đi trễ khi mà đến nơi họp, nơi làm việc, thì chúng ta có thể nói là excusez-moi monsieur đúng không? Xin lỗi, je suis désolé, tôi rất tiếc đúng không? D'être en retard, désolé d'être en retard tức là rất tiếc tôi đã đến trễ đúng không? Đến trễ trong một cuộc họp chẳng hạn, hoặc là đến trễ trong lớp học, hoặc là đến trễ trong một buổi thi đúng không nào? Sau đấy nếu người ta giăng tin thì người ta sẽ nói là je vous en prie, ce n'est pas grave, đúng không? Không sao, không nghiêm trọng đâu. Những cái này là khi mà mình biết ra đây là mình biết đầy đủ như thế này. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày người ta nói thì người ta có xu hướng là lười hơn đúng không nào? Lười hơn ở đây là như thế nào? Lười hơn ở đây là người ta không nói đầy đủ và hết câu như thế này cho mình đâu. Người ta sẽ nói qua là paragraph đúng không? Chỉ là paragraph không nghiêm trọng đâu, hoặc là c'est pas grave đúng không? Thì chúng ta chỉ nghe được như thế thôi. Nhưng mà nếu mà viết đầy đủ câu và đúng ngữ pháp ra thì chúng ta phải nói là ce n'est pas grave đúng không? Không nghiêm trọng làm đâu. Grave là nghiêm trọng mà, đúng không nào? Ok. Đến phần tiếp theo mình giới thiệu ở đây cho các bạn là những cái từ vựng, những cái câu dùng để yêu cầu và cảm ơn. Demander là yêu cầu và remercier là cảm ơn. Nào. Ví dụ ở đây pardon madame, vous pouvez me dire où est la poste s'il vous plaît, tức là khi mà các bạn đi đường, các bạn lạc đường hoặc là các bạn muốn tìm một nơi nào đấy thì bạn có thể dùng cái câu này để các bạn hỏi. Và cái từ pouvez này này là động từ nguyên thể của nó là động từ pouvoir được chia, thì hiện tại với đại diện nhân xưng là vous. Xin lỗi, bà có thể cho đường tới bưu điện được không, đúng không? Où est la poste tức là đâu là cái bưu điện, đường tới bưu điện. Và khi mà đề nghị một câu gì đấy có cái sự lịch sự thì chúng ta phải nói là s'il vous plaît, tức là giống như là vui lòng đấy, xin vui lòng đấy, giống như là cái từ please trong tiếng Anh đấy, đúng không nào? Và sau đấy thì người ta sẽ trả lời là oui monsieur, đúng không? C'est au bout de la rue, tức là c'est au bout de la rue tức là ở đầu đường phố này, và à droite là phía bên phải, đúng không nào? Je vous remercie madame, đúng không? Cảm ơn bà, je vous en prie, đây là monsieur là không có chi. Vậy thì cái cụm từ je vous en prie trong cái bối cảnh này có nghĩa là không có chi, không có vấn đề gì. Còn cái cụm từ je vous en prie ở phía trước, giống như là slide trước mình đã nói với các bạn ở chỗ này thì có nghĩa là xin chào, đúng không? Ok, các bạn lưu ý nhé. Đấy, thế thì các bạn chỉ cần học thuộc mấy cái câu này thôi thì ra đường các bạn có thể sử dụng để giao tiếp hàng ngày với người Pháp rồi, không có vấn đề gì cả. Thứ hai là trong một cái tình huống thân mật hơn, khi mà chúng ta muốn mượn cái gì đấy, ví dụ như là mượn tiền chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng cái động từ này là động từ prêter, tức là cái động từ mượn, vay mượn đấy. Ví dụ như tu peux me prêter 2 euros s'il te plaît, đúng không? S'il vous plaît là cái tình huống mà khi mà người đối diện của bạn trong một cái tình huống nghề nghiệp không thân mật, lịch sự đấy. Còn s'il te plaît là trong một cái tình huống bối cảnh bạn bè rất là thân mật, đúng không? Cậu có thể cho tớ mượn 2 euro được không, đúng không? Oui, bien sûr, chắc chắn rồi, đúng không? Ôi, chắc chắn rồi, đúng không? Merci, mình sau đấy là mình merci beaucoup, rồi bạn ấy bảo là được riêng, không có chi, đúng không nào? Thì đây là cái những cái câu và những cái từ người ta dùng để yêu cầu và cảm ơn. Thì đấy, nào. Tiếp theo mình giới thiệu các bạn ở đây là những câu từ dùng để félicité, tức là khen, chúc mừng. Ví dụ như là trong bối cảnh nghề nghiệp thì chúng ta có thể chúc mừng bạn đồng nghiệp được
promotion, tức là được thăng chức chẳng hạn, đúng không? Hoặc là trong bối cảnh bạn bè thì chúc mừng bạn đã thi đỗ, hoặc là chúc mừng bạn được điểm cao, hoặc là chúc mừng bạn đã qua kỳ thi đen chẳng hạn, đúng không nào? Thì chúng ta sử dụng những cái câu sau đây. Đây, mình nói là phúc win gives it, tức là thi đỗ này, gives it là thi đỗ, win promotion là thăng chức, đúng không? Ăn nouveau travail, tức là có một công việc mới và xin được việc, đúng không? Hoặc là la naissance d'un bébé, tức là trong một sự kiện mà em bé vừa mới được sinh ra, thì chúng ta sử dụng là félicitations tout mê, félicitations, tức là chúc mừng, xin chúc mừng. Đấy là câu đơn giản nhất rồi, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể nói thêm là je suis vraiment content pour toi, đúng không? Hoặc là pour vous, tôi thực sự hài lòng về cậu hoặc là bạn, đúng không? Hoặc là thân mật hơn thì chúng ta sẽ nói là bravo, hoan hô chẳng hạn. Ví dụ như hoan hô chúng ta đã cán đích đầu tiên trong một cuộc thi chạy chẳng hạn, đúng không nào? Hoặc là trong một cái dịp cưới hỏi, đúng không? Pour un mariage, đúng không? Thì trong cái thiệp chúc mừng cưới hỏi thì người ta hay viết là tout mes vœux de bonheur, đúng không? Chúc mừng hạnh phúc, đúng không? Tình huống tiếp theo, hay nói với các bạn là mình sẽ giới thiệu các bạn ở đây là tình huống plaindre, là than phiền. Tức là khi mà chúng ta than phiền một cái vấn đề đấy, ví dụ như là l'annonce d'une mauvaise nouvelle, tức là khi thông báo một tin xấu, thì chúng ta nói là tu sais, je n'ai plus de travail, tức là bạn bạn biết không, tớ mất việc rồi, đúng không? Ne plus, tức là cái câu phủ định, không còn cái gì đấy, đúng không? Ne này là cái động từ nguyên thể là động từ avoir, khi mà chia thì hiện tại với cái đại từ nhân xưng là je, đúng không? E, ne với e thì cái e này sẽ bị mất đi và thay vào đấy là dấu phẩy, đúng không? Je n'ai plus de travail. Oh ma, hay là mong pauvre Julien, tức là tội nghiệp bạn Julien quá, đúng không nào? Tu n'as pas de chance, bạn không gặp may rồi, đúng không? Những cái cụm từ mà mình tô màu đỏ hoặc là màu xanh sẽ là những cái cụm từ mà các bạn nên nhớ để các bạn giao tiếp trong hàng ngày, cũng như là việc sử dụng tiếng Pháp. Thứ hai, mình giới thiệu các bạn ở đây là l'annonce d'une horrible nouvelle, tức là một cái tin kinh khủng khiếp luôn, đúng không? Tin xấu khủng khiếp luôn, đúng không? Ví dụ là vous savez, vous savoir que j'ai perdu mon papa, đúng không? À, bạn có biết là tôi đã bị mất bố rồi không, đúng không? Thì cái bạn kia trả lời là oh mon dieu, ôi trời ơi, hoặc là ôi lại chúa, đúng không? C'est terrible, đó, thật là thảm thương, thật là kinh khủng, đúng không? Hoặc là c'est affreux, thật là kinh hoàng, đúng không? Hoặc là ce n'est pas possible, không thể tin được, không thể xảy ra, không thể như thế được, đúng không? Je suis désolé pour toi, hoặc là pour vous chẳng hạn, tôi rất chi là tiếc và buồn cho bạn, đúng không nào? Thì những cái cụm từ này các bạn nên nhớ và các bạn nên học thuộc để khi mà chúng ta gặp một cái tình huống nào đấy thì chúng ta có thể bật ra một cách rất là tự nhiên đối với bạn bè hoặc là đối với người khác để chúng ta chia buồn với các bạn đấy, đúng không nào? Tiếp theo mình xin giới thiệu cho các bạn ở đây là souhaite, là chúc mừng, chúc cái gì đấy. Ví dụ như ở trong ngày la journée chẳng hạn thì người ta hay nói là bon journée, chúc một ngày tốt lành, đúng không? Hoặc là bon après-midi chẳng hạn, đúng không? Hoặc là bon soirée, đúng không? Hoặc là trước khi đi ngủ thì người ta nói là bon nuit, chúc ngủ ngon chẳng hạn. Hoặc là dormir, dormir ở đây là cái động từ dormir đấy, đúng không? Chia ở thì hiện tại, đúng không? Ngủ ngon nhé. Hoặc là dormir bien khi mà chia với ngôi vu, đúng không? Hoặc là trong dịp cuối tuần thì người ta hay nói là bon weekend hoặc là bon week, đúng không? Đây là viết tắt của cái từ weekend này. Người ta cũng có hai viết tắt như thế thì đấy là chúc cuối tuần vui vẻ. Hoặc là trước khi đi một kỳ nghỉ, đi vacances chẳng hạn, thì người ta sẽ nói là bon vacances, đúng không? Nghỉ nghỉ vui vẻ nhé. Hoặc là repose toi bien, đúng không? Nghỉ vui vẻ nhé. Hoặc là repose bien, đúng không? Hoặc là trước một chuyến du lịch thì chúng ta nói là bon voyage, đó là lên đường thành công, lên đường bình an, đúng không? Thượng lộ bình an, đúng không? Hoặc là trước bữa ăn thì người ta nói là bon appétit, đúng không? Bon appétit, đúng không nào? Chúc ngon miệng. Hoặc là vào dịp sinh nhật thì người ta nói là bon anniversaire hoặc là joyeux anniversaire chẳng hạn, đúng không?
Sinh nhật vui vẻ nhé, đúng không? Trước một cái kỳ thi, đúng không? Exam, đúng không? Examen. Thì chúng ta nói là bon chance, may mắn nhé, đúng không? Hoặc là trước ngày Noel thì là Joyeux Noel hoặc là Bon Noel, đúng không? Hoặc là đầu năm mới thì người ta nói là Bon Anne hoặc là Tu Me Ve, tức là tất cả những lời chúc tốt đẹp của tôi, đúng không? Thì năm mới thì chúng ta hay được nhận tiền mừng tuổi. Thì tiền mừng tuổi là gì? Trong tiếng Pháp, tiền mừng tuổi sẽ là tiền mừng tuổi hoặc là carte de vœux, thiệp chúc mừng. Tức là trước Noel hoặc là trước năm mới, thường thường là chúc Noel thì người ta hay mua món quà và kèm theo đấy là một cái carte de vœux, tức là một cái thiệp chúc mừng. Ok, ở đây mình giới thiệu các bạn một vài cái phong tục tập quán của Pháp. Đây, các bạn có thể đọc cái này và các bạn có thể ghi những cái từ cho là từ mới. Và mình nghĩ là nếu mà các bạn với trình độ mới bắt đầu thì có rất là nhiều từ mới, cho nên mình đã ghi ở đây tất cả những nghĩa của từ đó sang tiếng Việt cho các bạn. Ví dụ như là nó theo truyền thống là les femmes, phụ nữ, les hommes, đàn ông. Ông ở đây là cái động từ avoir chia ở thì hiện tại, đúng không nào? Nếu các bạn chưa chắc thì các bạn có thể quay trở lại ngữ pháp cơ bản, cách chia của động từ của mình thì các bạn nắm chắc hơn. La priorité, quyền ưu tiên, đúng không nào? Thì theo truyền thống ở Pháp thì phụ nữ luôn luôn được quyền ưu tiên, đúng không nào? Un homme ouvre, động từ nguyên thể của nó là ouvrir, đúng không? La porte, cửa. Người đàn ông thì mở cửa cho người phụ nữ, đúng không? Une dame, et laisse, cái động từ nguyên thể của nó là laisse passer, et laisse passer, tức là người đàn ông thì luôn luôn mở cửa cho người phụ nữ đi qua, đúng không nào? Và un enfant faire, ở đây động từ nguyên thể là faire, la même chose, tức là đối với những đứa trẻ thì cũng làm cái hành động tương tự như thế. Ví dụ như đứa trẻ nam chẳng hạn, đúng không, hay mở cửa cho đứa bé gái hoặc là người phụ nữ đi qua, đúng không? Người ta rất là lịch sự với phụ nữ, với trẻ con, người già. Thứ hai là khi được mời ăn tối tại một cái nhà một người nào đấy thì chúng ta nên, cái thứ nhất là chúng ta nên mang một cái món quà nhỏ, nhúng nào. Ví dụ như là con ông anh vít à dine, tức là anh vít tê à, tức là mời gì đấy, đúng không? Mời đi ăn tối đấy, dine là đi ăn tối. Chez une personne, tại một cái nhà một người nào đấy thì ông n'apporte, động từ nguyên thể của nó là apporter, tức là cầm mang đấy, đúng không? Un petit cadeau, tức là một món quà nhỏ. Món quà nhỏ ở đây ví dụ như là chúng ta cũng gợi ý là un bouquet de fleurs, là một bó hoa, hoặc là une porte de chocolat, hộp chocolat chẳng hạn, đúng không? Khi mà không quen biết người đó, hoặc là mối quan hệ bạn bè thì chúng ta có thể mang những cái de fleurs, bó hoa, hoặc là une bouteille de bông vang, rượu ngon, hoặc là champagne, đúng không? Rượu vang, đúng không? Và nếu mà các bạn không biết phải mang cái gì, hoặc là muốn biết là người ta muốn cái gì thì chúng ta cũng có thể hỏi ngay lúc được mời, đúng không? Cái câu là qu'est-ce que je peux apporter, đúng không? Mình, tức là mình có thể mang đến cái gì nhỉ? Đúng không? Peux ở đây là động từ pouvoir chia ở thì hiện tại, đúng không? L'invitation là danh từ của cái động từ inviter đấy. Inviter đây là động từ, còn invitation là danh từ. Au moment de l'invitation, tức là cái lúc mà được mời thì chúng ta có thể hỏi người ta là qu'est-ce que je peux apporter, đúng không? Người ta mang từ cái gì, đúng không? Người Pháp thì người ta rất là thẳng thắn, và người ta thích cái gì thì người ta sẽ nói. Và khi mà người ta tặng quà thì người ta bóc ngay tại trận, chứ không phải là giống như mình, khi mà tặng quà thì mình phải về giấu giếm rồi bóc không cho ai biết, đúng không nào? Nhưng ở đây không thế, người ta sẽ bóc ngay tại trận và người ta sẽ cảm ơn ngay tại lúc đấy luôn, đúng không? Và mình có nhắc nhở, mình có cũng có thể chia sẻ các bạn một văn hóa của người Pháp nữa. Tức là khi mà bạn được mời tới ăn tối của một nhà người Pháp thì theo cái
lịch sự, thì khi mà ví dụ như bạn được mời ăn tối vào lúc 8 giờ tối chẳng hạn, thì bạn cần phải tới cái lúc sau 8 giờ tối một tí, ví dụ như 8 giờ 15 là hợp lý, tại vì cái lúc đấy thì người ta gọi là một thời gian lịch sự, tức là thời gian để cho chủ nhà có thể chuẩn bị tươm tất tất cả mọi thứ cho để đón tiếp chúng ta. Nào, đấy là một nét văn hóa của người Pháp. Vậy thì bài ngày hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn cách chào hỏi và phép lịch sự, cũng như là một số phong tục tập quán cũng như là văn hóa của người Pháp rồi. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh ở đây để các bạn có thể cập nhật những cái video mới nhất của nhóm, để chúng ta có thể học từng ngày cùng với nhóm. Và nếu các bạn thích những cái video kiểu như thế này thì các bạn like và các bạn comment phía dưới video về những cái từ gì về chủ đề này các bạn đã biết. Và đừng quên là chia sẻ cái kênh của chúng mình tới những cái bạn, các bạn khác không có sách vở hoặc là không có tiền bạc, không có thời gian để đi học các cái lớp offline, thì các bạn có thể theo dõi cái kênh của mình cho các bạn ấy biết. Thế nha, xin chào, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học lần sau. Bye bye.